Thưa quý vị, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di động tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi lần thứ 10 năm 2024. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di động tỉnh Bến Tre lần thứ 10 năm 2024 với mục đích giáo dục, bồi dưỡng ý tưởng, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên di động trong tỉnh từ 6 đến 18 tuổi, đồng thời giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc thi cũng là điều kiện môi trường cho thanh thiếu niên chi đồng quan tâm tìm hiểu, phát huy ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp quá hiện đại quá tỉnh nhà. Việc phát động cuộc thi năm 2024 gắn với tổng kết 10 năm Bến Tre tổ chức phát động cuộc thi, phấn đấu toàn tỉnh đến năm 2024, có từ 3.000 đến 3.500 sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực, đồ dùng dành cho học tập phần mềm tinh học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt, năm giải nhất, năm giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích, hai giải phong trào dành cho quyền thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi, tám giải phong trào dành cho đơn vị trường học có nhiều sản phẩm tham gia cuộc thi và đạt giải. Các sản phẩm đạt giải cao sẽ được chọn dự thi dòng toàn quốc thí sinh đập hồ sơ dự thi dòng quyện tại phòng giáo dục và đào tạo của quyện thành phố từ ngày ra thông báo đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Thời gian chấm thi từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 đối với dòng tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi dòng quyện thành lập hội đồng chấm thi tại mỗi quyện thành phố để tuyển chọn sản phẩm chất lượng gửi tham gia dự thi dòng tỉnh. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre.